Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì trong phân khúc màn hình 5 triệu đồng, theo như mình thấy thì cũng có là khá là nhiều sự lựa chọn dành cho các bạn. Nếu như mà nhu cầu các bạn đang cần tìm kiếm một mẫu màn hình có thể thực hiện được các tác vụ đồ họa mà ngân sách cho chỉ có là 5 triệu đồng thôi. Các bạn đang là học sinh này, sinh viên, hoặc là nếu như các bạn đang theo học các ngành liên quan đến đồ họa mà vẫn muốn có một mẫu màn hình có thể đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản, thì với mức giá hiện tại là 4.790.000 đồng, Dell S2721H sẽ là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Toàn bộ phần màn hình này thì được làm bằng nhựa cứng phủ sơn giả nhôm với 3 tông màu chủ đạo sẽ là đen, trắng và bạc. Phần khung và vỏ bên trong thì được làm bằng kim loại, thế nên mà khi các bạn lắp hoàn chỉnh màn hình vào, cầm lên khá là đầm tay cũng như là chắc tay. Phần chân đế này thì là phần chân đế hình thang cũng khá là chắc chắn, giữ cho màn hình của các bạn có thể đứng vững ở trên bàn mà không có sự rung lắc quá là nhiều. Đối với chân đế này thì các bạn có thể ngửa màn hình lên, ngửa màn hình xuống để có thể thay đổi góc nhìn của mình sao cho phù hợp. Dell thì lúc nào cũng hướng sản phẩm của mình đến là sự tối giản này, tinh tế. Thế cho nên là Dell S2721H này cũng mang một thiết kế đậm chất văn phòng, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng thanh lịch. Màn hình thì sẽ là màn hình 27 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, bốn cạnh viền màn hình mỏng với logo Dell được đặt ở phía dưới cạnh viền. Về phần màn hình này thì với hiệu ứng tràn viền sẽ tạo cho các bạn cảm giác góc nhìn của màn hình sẽ rộng hơn. Ở đây thì sẽ có tần số quét là 75Hz, tốc độ phản hồi là 4mm G2G, độ sâu màu sắc thì sẽ lên tới là 16,8 triệu màu, 72% NTSC và độ sáng màn hình là 300 nit. Đối với những thông số này thì đối với các bạn khi mà chỉnh sửa ảnh này, thiết kế đồ họa, edit video thì sự sai lệch màu sắc sẽ rất là ít, hình ảnh sẽ có chiều sâu và màu sắc thì cũng rõ nét hơn rất là nhiều. Thêm vào đó thì màn hình còn được trang bị công nghệ chống nhấp nháy Comfort View, có chức năng loại bỏ mỏi mắt này hoặc là loại bỏ các tia sáng xanh có hại khi các bạn nhìn vào màn hình quá là lâu và sẽ kéo dài tuổi thọ cho màn hình. Ở xung quanh phần màn hình này thì sẽ được trang bị các khe thoát gió tản nhiệt để giúp cho không khí được vào đi vào bên trong và giúp làm mát cái linh kiện một cách tốt hơn. Một điểm cộng cho chiếc màn hình này chính là Dell có đến 2 loa và âm thanh tối đa là 5W. Sẽ cho các bạn nghe một đoạn âm thanh thử nhé. Là một cậu sinh viên quanh năm mài mông trên trường, tôi đến khi đi học về cơm nước xong xuôi xách mông lên giường. Về phần chất lượng âm thanh thì thật sự tốt này, loa to và tốt hơn khá là nhiều so với mình nghĩ. Với chất lượng âm thanh này thì các bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc là giải trí trực tiếp trên loa của màn hình luôn mà không cần phải cắm đến tai nghe. Về các nút điều chỉnh tính năng thì sẽ được bố trí ở cạnh dưới, và như hầu hết những chiếc màn hình khác thì chúng ta cũng sẽ có là tăng chỉnh độ sáng này, tăng volume này, điều chỉnh màu sắc và chế độ phù hợp khi các bạn sử dụng. Với mức giá chưa đến 5 triệu đồng thì hơi tiếc một chút là cổng kết nối của Dell S2721H này chỉ có hai cổng HDMI, một jack audio và một cổng nguồn và được đặt hết ở phía sau của màn hình. Phần phía sau này của màn hình cũng sẽ được tích hợp cả VESA để cho các bạn có thể đặt màn hình ở bất cứ đâu mà các bạn thích. Còn nếu như mà không sử dụng đến thì Dell cũng đã thiết kế vô cùng khéo léo để có thể giấu đi phần này. Tổng kết lại thì đây sẽ là một chiếc màn hình đẹp này, có thể làm các công việc liên quan đến đồ họa, thiết kế chắc chắn, tuy nhiên là hơi ít cổng kết nối một chút. Thế nhưng mà trong tầm giá 5 triệu đồng thì mình nghĩ đây cũng không phải là một vấn đề gì quá là lớn. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.